Thưa quý vị, để người dân thành phố và du khách thưởng trọn niềm vui trong những ngày Tết Dương lịch 2021, lực lượng 911 Công an thành phố Đà Nẵng những ngày qua đã thức trắng đêm tuần tra kiểm soát, chốt chặn trên các tuyến đường trọng điểm của thành phố. Nhiều nỗ lực ấy để giữ vững thương hiệu Đà Nẵng, điểm đến an bình và thân thiện. Tổ công tác 911 và yêu cầu cho chúng tôi kiểm tra hành chính này. Cảm ơn em đã hợp tác. Hình ảnh này dường như đã trở nên quá quen thuộc với người dân thành phố Đà Nẵng. Vào những ngày nghỉ lễ, nhiệm vụ của 911 càng vất vả hơn khi các anh phải tăng thêm thời gian làm nhiệm vụ để giữ bình yên cho phố phường. Chẳng hạn như vụ việc này, trong lúc tuần tra, lực lượng 911 phát hiện một thanh niên nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính. Bằng sự khéo léo sử dụng nghiệp vụ, 911 phát hiện người này tàng trữ trái phép 2 gói ma túy tổng hợp. Các ca thì tùy theo, có ngày thì làm ca chiều, có ngày thì làm ca đêm và thậm chí là tới 1, 2 giờ, 3 giờ sáng là những trường hợp mà bắt được những tội phạm nguy hiểm thì chúng tôi phải bàn giao cho công an các quận huyện. Khi mà dừng phương tiện kiểm tra người vi phạm hoặc là kiểm tra hành chính thì mình luôn luôn thông báo đây là tổ 911 để cho người dân được biết và đa phần người dân thì chấp hành rất là tốt, rất ít xảy ra trường hợp chống đối. Mỗi đêm sẽ có 3 tổ công tác với khoảng 20 chiến sĩ công an ở các lực lượng hình sự, ma túy, cơ động, công an phường xuống phố làm nhiệm vụ. Trong đó có 2 tổ chốt chặn, 1 tổ hóa trang mật phục làm nhiệm vụ tuần tra. Các tổ phân công vị trí đứng, thời điểm làm nhiệm vụ đều bí mật để tránh bị chỉ điểm. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng này mà trong suốt 2 năm qua, 911 đã đấu tranh ngăn chặn hàng loạt đối tượng trộm cắp, mua bán ma túy, cho vay nặng lãi, tàng trữ hung khí, bàn giao cho công an các quận huyện xử lý kịp thời, tránh hình thành điểm nóng hiệu quả. Lực lượng này đã giữ cho yên bình, giấc ngủ cho bà con. Đã phát hiện kịp thời những cái ngăn chặn rất nhiều vụ. Ngăn chặn có thể nói là thống kê lại có hàng trăm vụ, và mấy trăm vụ mà thanh thiếu niên hư, mà gây gỗ đánh nhau, có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Chúng ta kịp thời phát hiện ngăn chặn. Bên cạnh đó là những cái hoạt động về tàng trữ, sử dụng ma túy, rồi những cái cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, vân vân, thì lực lượng 911 cũng là lực lượng mà đi đầu phát hiện được rất nhiều. Cái việc mà giữ trật tự của 911 á, hiện tại là đang làm rất là tốt, chị em cảm thấy rất là tốt luôn. Cảm thấy mình được bảo vệ, cảm thấy người dân ở Đà Nẵng đang rất là an toàn. Luôn túc trực và sẵn sàng là nhiệm vụ, lực lượng 911 thực sự đã trở thành cánh tay vững chắc, hỗ trợ đắc lực cho chính quyền thành phố, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống của người dân và tạo sự yên tâm cho mỗi du khách khi đến với Đà Nẵng.